thời đại phát triển, những thứ độc hại ngày càng trở nên thu hút. Content người lớn dân toàn đã cho con xem, nội dung như thế cứ nhăn nhãn trên YouTube. Mỗi khi lên tiếng tôi chỉ chút thêm phiền. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay tôi lên án chủ đề dâm tà. Nghe thấy là thở dài, đây chính là nam trà. Dù biết ý tưởng nhưng vẫn muốn kiếm thêm. Nam Ly cứ thế mà làm nội dung nhạy cảm, trẻ em tò mò, phụ huynh thì bỏ xó. Các cháu mới lớn xem Nam Ly làm trò đó. Nói gì thì nói, Nam Ly đã cố gắng suy nghĩ và bỏ ra bao công sức. Tôi nghĩ rằng Nam Ly sẽ thành công ở nền tảng khác và cụ thể là Pornhub. Tim mày là lý do xuất hiện từ YouTuber. Bỏ content dơ thì không có gì bàn cãi. Nếu hiểu tim một thì tim mày độc hại 10. Ảnh hưởng trẻ em là lý do tao phải chửi. Những đứa chưa lớn hoặc đừng giải không ra gì mới mò vò xem cái kênh mày một cách thật đê mê. Content rất hay và bổ ích. Mong mày được vinh danh ở trên VTV. Đùa thôi. Vẫn chỉ là đùa thôi nha các bạn nha. Rồi, tôi xuống đây. Peace. Chúc anh em một năm mới bình an nha.